I'm working late, 'cause I'm a singer. Oh, you look so cute, wrap round my finger. Hi anh em, và chào mừng người quay trở lại với channel của SiZ. Weird, 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 weird. T ngon hơn, Villain ngồi Villain ngon hơn, trừ cái giá sách thánh 2T ngon hơn. Nhìn chào mọi người chưa nha. Hello anh em, chào mọi người quay trở lại với channel của SiZ. Nếu chào chưa. Ok, bán hai bạn Villain này đi rồi. Oh, you look so cute. Xấu nhẹ. Thôi chắc mình sẽ hẹn gặp anh em sau chuỗi thua này nhé. Rồi, bye bye. A few moments later. Hi anh em, và chào mọi người quay trở lại với để mình sau chuỗi thua. Và nói chung nó cũng khá tàn nát as usual. 75, 76, bet này 86, cho là mình sẽ lên cấp sớm ra ngồi cố gắng hết sức để cọc lại vào đầu các bạn ấy nhé. Cố đến đâu ấy cố ấy. Chỗ này đánh 4 trang bị, đánh 4 trang bị chắc mình đánh thú thôi. Đồ cũng phải quá đẹp. Xem là đồ gì. 5 nóng là mình bắt đầu phải giữ máu từ đây này anh em. Bắt đầu từ bây giờ phải cầm cự máu rồi. À, có đồ đẹp rồi. Thì thế thì ra tìm tí mana nữa xong mình bắt đầu chơi hắc ám được nhá em. Tôi lấy thú về để phòng anh em. Oh, you look so cute. Around my finger, my twisted humor. Phát mua sau lại được. Thú giữ lại để phòng mình thích đánh các thứ. Nha tê góc này một cái thương bắt đáy. Bắt video được anh em ơi, kệ video. Teo cũng muốn, mình Chrissy mình cũng muốn lấy nhỉ. Chrissy về đây để phòng giam teo, mình chơi teo anh em. Có thương chơi teo được. Trận này thắng được này, trận này thắng được ngon luôn đấy. Ok luôn này. Cọc vào đầu bạn bét bạn kia đi. Hiệp. Thế ra liên hiệp này đầu game đánh cũng ngon phết nhỉ. Cân nhắc để cho vào được anh em đấy. Dễ đánh thú rồi anh em ơi. Chắc là vẫn là đánh thú đấy. Tổ thần phương cái này sẽ bỏ được nhưng mà để phòng ra lau rồi muốn chơi lau chờ thêm một tí. 54 khó là có à. Đang suy nghĩ anh em ơi, đã vùng bệnh với cả thương này mình ưu tiên đánh teo hơn. Teo nó ulti ngang một phát xuống bắt đáy, bắt con hai t rác này đấm trông kinh ấy, trông nó đáng sợ đấy. Villain chắc quay được mấy bạn, hai bạn vì ulti một phát là ngon này, floor xiên một phát là ngon, sống được anh em ơi. Mông man này sống được rồi. Ok, floor xiên đôi, cân đôi được không gì đâu, không cân đôi được. Chuỗi thắng 2. Ok. Ngon này anh em ơi. Dư bò này. Lên đi. À, có mình hơi muốn giữ lại một chút. Hơi một chút. Này vào đây đi, con này vào đây đi, con này vào đây đi. 3 đấu sĩ này hay thêm 1 đấu sĩ à? Hay là cái trận 8 đấu sĩ nhỉ? Ê, hôm trước có một trận bạn nào đánh 8 đấu sĩ khỏe điên. 8 đấu sĩ à? Không biết anh em ơi, thứ 8 đấu sĩ nó chỉ counter được đội hình cung thủ. Tại trận đấy mình chơi cung thủ thôi, mình gặp 8 đấu sĩ, còn trận đấy mình vẫn cay lắm anh em ơi. Nhưng mà đấu sĩ à? Thêm một bác ám rồi, thêm 800 công vật lý cộng 100% hút máu này. Thôi anh em ơi, chắc là thôi, không nuôi mộng 8 đấu sĩ được đâu. Được mộng thì khó, ôi Yon ít đấy, Yon ít người chơi thôi. Yon không ai chơi luôn này anh em. Nhưng mà trận này mình đánh Yon này mình có thương. Thương đánh Yon không hợp lắm. Nói thật là thương đánh Yon không hợp lắm nha. Chia đôi. Ok. Con này gà vịt quá. Tác dụng gì? Liên hiệp 3 liên hiệp thì yếu nhỉ. 2 liên hiệp thì đầu game đến tầm level này là bắt đầu hơi yếu. Ủa. Chắc bỏ rồi em ơi. Nacos thì bỏ cũng tiếc nhỉ. Yon nó bỏ đi. Đủ tham lam chết hết. Xong mình lên. Nếu mà đánh thú teo thì chắc mình đánh một con von cát tanh với một con thên thôi. Giả 2 con tinh linh. Thường đánh là vậy. Nhà đồ khá xấu nhưng chắc mình đánh kiểu thế thật. Không khác được. Đây là teo này. Mà lốc này chắc cũng không cần nữa. Cứ để vào tạm cho vui thôi chứ cũng không đam mê đâu. Một phát. Nó bỏ nắc nhé, quyết tâm bỏ nắc thôi. Đây rồi tìm con teo lóc ở giữa đi. Thú này ngon này nhưng mà phải có teo cơ nha. Không có teo là teo mình không biết chơi kiểu gì. Trên ma lốc được không nhỉ? 15 12 con thôi, trận này đánh ma tộc cũng được nhỉ? Nhiều người cướp ma tộc người muốn lắm. Này bạn có trợ thủ à? Trợ thủ với Floor xuyên đôi, xuyên nhiều lần. Xuyên đồng phát nữa. Hai xuyên Bio cỡ. À, nãy giờ mình cầm máu cũng khá là ok đấy, không có vấn đề gì. Để bạn đấu sĩ đi. Có ngọc đại. Đại ngon nhất. Cho Malok nhé. Cho Malok 3 đồ đi. 4 đồ đi. Đây rồi. Chờ mãi mới thấy anh em. Xin tạ. Ê, mất con đấu sĩ kia rồi. Không kịp thay em ơi, không kịp nghĩ, không kịp nghĩ. Qua sau nhé. Là mình cũng sắp lên này. I'm working late, cause I'm a single, you look so cute. Ôi, xin đôi rồi. Chịu. Thua 3. Một floor đi hơi tiếc nhỉ, bỏ má lốc đi à? Lốc đi thì ai cầm đồ? Hai teo à? Quét. Trông mấy kỳ thế nhưng mà chơi được anh em. Thêm nữa, thêm teo 3. Nhiều Narcot chưa nhỉ? Chưa nhiều Narcot đâu anh em. Chơi góc này được. Dưới góc kia là đẹp hơn. Là não sẽ thủ này. Nhìn cái tét. Một màn điên đấy. Thế nhở? Em sẽ thủ đúng kiểu floor mình không làm được gì nữa. Không vội em ơi, không vội. Thua một trận nữa đi. Thì thua hết. Tách ra đây. Lo xuyên đôi à? À cẳng thế nhỉ? Teo mình chắc còn đắp bộ mệnh. Xuyên con nữa. Thua nốt cho này thôi anh em ơi. Hơi lo đấy. Hay lên 9 luôn nhỉ? Lên 9 được không? Chữ thua 5 mà. Lên 9 nhá. Teo mình nghĩ teo. Đây, teo 2 luôn này em ơi, lên 9 luôn nhé. Sống vội thôi. Sống vội thôi. Mà lốc đứng giữa nhé. Quét từng đây. Một con Malok này sẽ nhảy được đi thì mình sẽ cho nó tí đồ đi này, chắc thế này chắc nhảy được rồi nhỉ. Đại mua ô đi. Một phát đánh thường này, hai phát đánh thường này, đánh thường hơi nhiều anh em, hay cho nó thêm cái thương nhỉ, cho nó xuống đáy nhỉ. Mình muốn con Malok này nhảy ở giữa để cho nó đép cho mình thôi. Mình đi lên làm cho cái này ok, thế đẩy con Malok lên trên được. Malok 1 không? Malok 1 chơi được, không sao. Teo 2 mà. Kiên nhẫn thôi anh em ơi. Narcot, check Narcot, phát một Narcot này. Một con thên. À Narcot thôi, không sao, nó ít. Malok này lên đây à? Malok nhảy này đẹp hơn này. VC cầm cái kia để cầm lặng. Ok. Cầm lặng. Một thương bắt đáy không? Một thương bắt đáy. Hai thương, một thương bắt bên kia. Bên này khác. Cọ xuống đáy bắt vào con Phoenix này. Malok vào này nhảy đẹp này. Ui dồi ôi, nhảy đẹp à. Nhảy đẹp của bạn đây là bạn Malok. Đẹp quá cơ. Đẹp cái mặt. Nắp chuỗi anh em ơi. Lửa ra thẻ thú thì ngon. Ra thẻ thú phải ma tộc thì ngon. Tính đồ à? Lắp thẻ đánh đồ đánh cuộc quân quy. Thôi này đi, đừng mơ mộng viển vông những đội hình trong mơ nữa anh em ơi, chúng ta nên thực tế rồi. Lắp thánh đồ đánh như quân quy, ai bà chịu đấy. Check Narcot phát một con Narcot, một con floor xiên à. Bắt đáy. này bắt trên ngon hơn, không sao lỡ là lóc nhảy một phát này. Chất này ra cũng may, tướng mình cũng ok, không đến nỗi sầu lắm. Teo mà mình tranh nhau bạn này một tí, có khi vẫn lên cao 3 nên xui. Ok, thêm hai nữa mình cho con floor này vào thôi, cho con quét xuống bay xuống đáy. Quét bay xuống đáy con này không có tanh, để má lốp bay xuống đáy à? Để con này bay xuống đáy nhá anh em nhé. Con này bay xuống đáy đi. Trên con này. Trò khác mình để chơi, mình chơi trò này. Còn nếu mà con kia là xuống nó chơi mình, nó sẽ gặp con Fenix này thôi. Lo xem nó bắt thấy được. Đó, xiên con Fenix máy đấy. Red nộ này. Ăn truy hồn vào đầu này. Nó lúc mình có cho nhảy một phát nữa đấy. Ok luôn, teo này. Chơi được ma tộc đúng không? Trừ khi mình thêm một sót tướng mình chơi ma tộc đúng không? Còn thêm, mình vẫn thêm không? Cái gì nhỉ? Hay đánh ấy nhỉ? Ma tộc à? Ma tộc thì... đẩy thương lên trên rồi đánh teo ở dưới à? Teo là không multi được luôn nhưng mà... mình nghĩ vẫn đủ để chơi. Bắt được xiên này ngon này. Ui con này đi bộ đây. Quên mất. Ai. Quên mất đấy anh em ơi. Phải để con đấy đi xuống dưới tí. Đi bộ lên xứ. Nhầm nhót đấy anh em. Nhầm nhót sang trồng trọt đấy. Cái trận này mình muốn đánh tinh linh nhỉ. Tinh linh đầu game thì khỏe thôi nhưng mà thực ra nhiều ma lốc quá nhỉ. 8 ma lốc nó khả năng chắc mình đổi sang bánh ma tộc thôi em ơi. 8 ma lốc thì hơi nhiều, hơi nhiều thật. Em xuống dưới một tí nhé. Trông hơi kỳ mà hiệu quả. Sao sau mình lên bỏ floor đi. Mà lốc chắc cái vực đường giữa mà nó tanh thôi, không có con cát. Bỏ con QC đi nhỉ. Thêm một đứa thì thêm con... hai con thú vào thôi. Xong có thú QC 1 cũng được. Năm con teo. Teo 3 sao cũng không. Có sách thánh ấy, em này là đủ này. Bây giờ mình muốn làm gì nhỉ? Mình muốn con chắc mình cho con này bay đi này, bay đi. Hai choi nhé, hai choi cho con cát nhé, ngon nhất. À, cho thương cho con Kizik này thôi. Kizik. Bạn này đi này, PC cũng có thể này. Cần đi bán cách tạm thời này nhé. Malok 3. Voi này không ấy được sớm đâu. Malok mình sẽ nhảy trước này. Voi này không multi được sớm đâu. Ok, hất choáng này. Ngon này anh em ơi. Chết con voi luôn kìa. Voi này không có đồ. Chết con voi. Ném đổi ở thên à? Voi 3 không ném đổi ở voi à? Ô con này lạ nhỉ. Còn đến ném hai cái này cho voi là voi đã ulti đến sáng mai rồi. Chắc bạn này thiếu đam à? Có hắc ám, chắc hơi thiếu đam mà hay sao? Chắc thế thôi chứ. Chứ để ném cho voi là ô nhiều thế nhỉ. Cái này cho con Malok đi. Malok đang cầm đồ gì đấy? Nó đang cầm cái này. À nó cầm cái này. này, nhấn cho crack này tell nữa này. The more the merrier anh em ơi, the more the merrier. Đặt em tí nhờ, cái này nhấn cho crack này, nhấn cho malloc này, này cho the more the merrier. Không cần quy đúng không? Không cần quy. Úi để trồn quả rồng cũng ok đấy nhỉ. Ơ sao ở đấy con rồng bị trôn rồi mà vẫn target được vào con rồng nhỉ? Nghĩa là vẫn biết là con đấy ở đấy à, nhưng mà chẳng qua nó không chạm vào người nó. Ê lẽ ra mà con Bandum ấy, con Bandum mà nó trôn xuống xong rồi mình vẫn gây được đam vào địch thì con Bandum này đúng một chùm luôn đấy. Ở không thế CC nhiều quá nhỉ. Không có chuyện đấy đâu, xong rồi nó thành con 5 vàng mất anh em ơi. Anh em mà ý tưởng đấy cũng hay ấy chứ. Bandum làm chùm xì lên thôi, mình thừa tiền mà, có tiền để gì đâu. Nhưng mà ý tưởng thì đúng hay luôn ấy. Nacot khắp nơi à. I'm working late. Mình muốn cái phát này đáy để mình bắt mình cái thương anh em ấy. Một bạn để thương mà, hai bạn để thương mà, ba bạn để thương mà. Bắt cái thương phát anh em ấy. Để này. Nó bắt được con Malloc, ăn choáng Malloc liền. Malloc sống dai phết này, cũng dài rồi, dài thẳng tạ. Malloc còn 4 con chắc lên được, teo còn 3 con. Mấy trận này mình không đánh con cát thì sao nhỉ? Không có sách thánh, không đánh con cát được ta. Xong bỏ con QC thôi, nên là bỏ con QC thôi. Ok phép nhỉ? Thứ nó rất thuận lợi. Hết thuận lợi rồi. Hết thuận lợi rồi. Có tên bắt đáy. Rồng thổi giữa. Sao? Tên bắt đáy ăn choáng này. Rồi con teo này sang kia mình bắn luôn. Ui mà lốc nhảy quả điên luôn. Ok choáng con cát này. Quét nộ nữa này. Con cát đến sáng mai chơi game anh em ơi. Trên thề này hơi căng này, bắn con thề không? Bắn được mà mình teo xịn mà. Cũng chả xịn lắm nhỉ. Thề trong. Mình chọn teo đi. Tìm teo đẹp tí đối thủ. Tín. Sắt đao với chuỗi mình cơ à. Oh, you look so cute. Wrap around my finger, my twisted humor. About me and not all is that me espresso. Thế thì mình sẽ ném cá ngọc lại cho con Crab này đi. Và mình ném cái thương cho con Malloc đi. Con Malloc xuống dưới đáy chơi nhé. Còn mình sẽ bỏ con Teo đi thôi. À mình bỏ con Greasy thôi. Thêm một thứ nữa thì mình thêm được con Greasy và ông ngon, mình sẽ chơi bắt đáy. Không bắt được đáy thì mình sẽ bắt ở trên thôi vậy. Con cát nó có đồ gì không nhỉ? Các bạn để teo ngon hơn hay được con cát này. Cát một choi không sách thánh, nhưng có sách thánh nữa thì mình sẽ tạo một sang cho con cát đấy. Mình sẽ cho thêm cho teo cho crack này. Không hề cố ý anh em ơi, không hề cố ý luôn. Thì cái Malloc này xuống đáy đi, không cần giữa đâu. Red này được giữa được, con này tăng được này. Hai trưởng đi lên đây luôn mấy con bà già này. Malloc xuống đáy đúng không? Bắt đáy bên này. Mình muốn nó có một cái lỗ hổng ở đây cho con Nacot nó chui xuống. Cách nào? Này đi, định đây nhá. Nacot này chui xuống góc này, Nacot này chui xuống. Khi mấy con Nacot 1 thì quèn thì không nói làm gì thôi. Mình sẽ bắt được mấy con Nacot xịn này. Nacot này xịn này bắt được này. Ok này. Lốc từ kia nhảy được góc đáy này. Ok này. Đi Nacot này. Ok anh em này. Tiếp tục kiếm ma lốc, kiếm ấy thôi. Kiếm teo thôi. Chắc mình sẽ kiếm được một con gì đó đấy. Hoặc là cả hai con. Biết đâu đấy. Biết đâu đây, số mình nó may như thế thì sao nhỉ? Đầu đây anh em. Cát. Sạch thánh này, cho con cát. Cái gì cho con cát ba đồ nhá. Đây không. Sao con teo ba cho teo tí đồ cũng được. Con cát này sẽ cầm này. Cát cầm. Ok này. Con này, này. Hai con. Hết cỡ rồi anh em ơi. Rồi này là các bạn ấy cũng đủ để khóc lóc van xin các thứ rồi. Không còn cái gì để các bạn ấy không khóc lóc van xin mình được nữa cả, nên là hết cỡ rồi. Được cái bạn Nacot này còn chả chơi game luôn, mà lốc xuống nhảy hết. Ai phát thì bay cái bản đồ. Ôi rồi, các mình đã chết vào đấy nhỉ. Mà lốc này đến sáng mai mà chơi được. Ê, có chi hồn các thứ ấy mà không chết được con cát này này. Ăn choáng rồi, may quá. Câm lặng các thứ. Mình muốn cho con teo mình xuống mình bắn một hàng ngang nhỉ. Tại một cái bài vở khác anh em. Mình muốn cầm gì thì các bạn này khỏi chữa cho bạn này sắp đi. Rồng thổi thẳng à? Thế mình để em bên kia. Rồng thổi chéo à? Rồng chéo thì cứ để teo ở đây thôi. Nacot đứng góc này à? Bắn thẳng mặt bạn này bây giờ. Con cát có choi không? Không cho mình bắn thẳng mặt này. Vô con cát có choi không? Không có choi đúng không? Ô, sao con cát mình cũng chết nhỉ? Chắc bạn ấy rồng thổ cũng đẹp. Nhưng mà anywho vậy thôi. Chả còn gì nữa. Như trên bản đồ chả còn cái gì nữa. Nên là vậy thôi, mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu anh em thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những cái. Hôm nay là con cắt 2 luôn à. Comment những góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Vậy thôi. Bye bye anh em. Peace out.